À, xin chào nha anh em. Hôm nay em lên em xả lỗ cặp Alex luôn anh. Anh mua ủng hộ mẹ em đi. À, cặp này phép bán, con này phép bán 26 triệu. Đúng vốn phép luôn. Đúng vốn luôn. Bán xả cho anh em đi Tết luôn. Thầy với anh em đúng vốn luôn, không là cắt luôn. Lỗ tiền lời luôn, để ẩm rài lâu lắm rồi. Mua đúng 26, bán 26. Còn hồ sơ siết với mấy anh em thêm tiền nha. Xe này hồ sơ thì rút 800 ngàn á. Đó. Xe này biển số thị xã Rạch Giá. Nhất một. Số thành phố luôn á. Cái này thì 27 triệu nha mấy anh. Cái con này thì đẹp hơn. Áo sống rồi nó ít chạy hơn. Rồi nó đi ít hơn. Ví dụ con này thì ô đô nó khoảng 24 ngàn nha. À đấy, con này thì gần 30 nha mà. Mà màu trắng này thì nhìn nó sáng sủa hơn. Thì tùy nó phong thủy với anh em thôi. Gần 30 rồi ha. Áo sống thì nói chung là chạy mấy vết xước lốc mẹo thôi. Còn mấy chỗ này mắng nón mắng khăn thì không tránh khỏi được. Nhưng mà ha, đó, xe khá đẹp. Em bán vốn 26 triệu. Không có đợi, nhưng mà xe này rất giá rất là rẻ rồi. Bây giờ tụi anh bây giờ tụi salon mà nó bán, ví dụ như anh em vô mua chiếc Silvus thì bây giờ nó cũng 25 triệu rồi. À, Silvus. Đó, Silvus bằng thân đĩa rồi C này 24 năm rồi. À, cái Silvus mà FI thì nó cũng 25 rồi. Mà anh em thêm có 1 triệu nữa mua cái xe tay ga đi xịn sò hơn nhiều nha anh. Máy điên hết nha. Máy điên hết. Máy điên hết. Trường ơi, vô đề máy cho bạn đi Trường. Cho anh Trường nó đề máy nổ cho anh em nghe nha. Xe này thì nó lốc mâm rồi, nó sơn đen nhìn nhìn cứng xe nha mà. À, nổ máy đi. Máy rất là ngon nha. Không có hú huyết gì đâu. Rất là ngon. Bao zin nha nha mấy anh. Em bao zin. Anh yên tâm đi. Cái dĩa bô này thì nó bể rồi. Cái này chỉ là miếng nhựa thôi. Anh em mua trong hết có 100 mấy 100 ngàn gắn vô giùm hết. Xe đây là phép mua sao để dễ bán anh. Ở đây không có dọn được chuồng sao, nó ngại chùi xe không có thời gian. Không có làm được, bởi phép mua phép sợ mấy cái xe mà té bể hay là ngã hay là mấy cái xe mà tai nạn rồi lắm. Nó thật sự luôn, nói nhiều khi anh em không tin. Cười phép chứ thật sự không mua được mấy xe đó. Tại vì biết ở đây ở quê phép ở ấp mua đồ không có thợ luôn, không có thợ luôn đó. Còn mà mua mà đem đi hát sửa thì đang hết. Xe này thì đây nè, cái mâm này nó có quanh nhẹ này nè, nó dặn như nè, chỗ này nó dẫn dẫn này thấy không, cái này dân chạy bị cắn ổ gà đó mà đường xấu mà chạy. Cái mâm này nó bằng nhôm thôi, rất là mềm, chạy nếu mà bánh mềm hoặc là cắn ổ gà nó sẽ bị ấy rồi. Đó, nó nhẹ nhẹ. Cái đó thì giờ anh ép lại. Ép lại cỡ 100 ngàn bạc hết. Rồi mình coi bánh này nha mấy anh. Không bị nha. Cái này không bị nha mấy anh. Rồi đó, quá rẻ nha mấy anh. Chỉ là hơn chiếc Silvus mới bây giờ là 1,2 triệu bạc thôi. Mua xứng đáng đồng tiền. Xe này mua chạy hết lỗ nha mấy anh. Đó, mấy anh em trong tỉnh thì 26 triệu. Đó, giấy tờ hồ sơ thì phép hỗ trợ cho đó, tiền bạc anh em tự chịu. Còn anh em ở xa muốn rút bộ thì thêm 800 ngàn nha. Cái 26 cái 27 triệu. Rồi mấy anh muốn hình ảnh hay video chi tiết gì đó, mấy anh cứ yêu cầu Trường sang chụp gửi cho mấy anh. Số điện thoại hay là nói em để phần mô tả nha. Cái này 26 này Trường. Cái này 27. À, hồ sơ thì thêm tiền. Đấy, hồ sơ thì cứ thêm 800 ngàn vô thôi. À, tại vì cận Tết nên mấy cái này thì qua Tết mới rút được thôi. Mấy anh rút bây giờ mấy anh nhập không có kịp đâu. Nhập không kịp rồi nó dính vô đó là bị không có biển số, không có giấy tờ chạy, mất công không có xe đi Tết. Mà lại cần nhằn em nữa. Đó, tùy đi phong thủy anh em thôi. Ai thích trắng thì trắng, giá nó quá rẻ luôn nha anh. Giá là quá tốt, hơn giá lái luôn đó.
mấy cái xe để hoài bốn phép lô thì bán lỗ hết, bán bỏ hết nha mày. Nói chung ra nếu mà bán đúng vốn là lỗ rồi chứ không lỗ đâu, lỗ cái tiền mình dân mình tính cầm đồ, mình dân cầm đồ mà, thì nó đã lỗ rồi. Xe này để là 2 tháng ghét qua lôi review bán lỗ luôn nha mày. Này thì đời 2016 nha mày, đời 2016 á, 2016 à, cái lốc nó gì nè mày, coi kỹ nha. Đây thép quay là kiếm những cái lỗi để quay để cho anh em xem thôi. Áo sống nó là gì, chút đỉnh đâu, cái đáng kể gì đâu, đặc biệt không có té ngã gì đâu nha mày. Còn mà xe dòng tay ga mà đi mâm này nó qua là bình thường, chạy mà sụp ổ gà là nó bị thôi, hoặc bánh mềm thì cũng bị nữa. Chị nhỏ nó đi ép lại rồi, giá quá tốt cho cặp Alex. Con trắng 26 triệu, con đỏ đen 27 triệu, cho anh em đi Tết nhanh tay liên hệ với mấy anh. Xe này mấy anh mà thích mà cứ do dự là sẽ không còn nha mấy anh. Rồi xin chào mấy anh.